Bản tin trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Tình hình tại Trung Đông vẫn tiếp tục nóng lên. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đã phóng khoảng 30 tên lửa vào lãnh thổ Israel trong sáng sớm hôm nay. Và ở chiều ngược lại thì IDF không kích Beirut suốt đêm đến rạng sáng, gây ra nhiều vụ nổ lớn trên khắp thủ đô Liban. Trong thông cáo, IDF cho biết Hezbollah phóng tên lửa vào miền Bắc Israel khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay, kích hoạt còi báo động ở thành phố Kiryat Shmona. IDF cho biết hệ thống phòng thủ vòm sắt đã đánh chặn một số tên lửa, một số khác thì rơi xuống đất. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 10, Hezbollah đã đưa ra hai tuyên bố rằng họ nhắm mục tiêu vào binh lính Israel tại khu định cư Al-Manara và các khu vực miền Bắc Israel bằng tên lửa để ủng hộ người dân Palestine và bảo vệ Liban. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Liban NNA đưa tin, Israel đã tiến hành ít nhất 5 vụ không kích vào miền Nam Beirut từ đêm 5 tháng 10 đến sáng sớm 6 tháng 10. Các cuộc không kích diễn ra ngay sau khi quân đội Israel cảnh báo người dân ở một số khu vực phía Nam Beirut sơ tán ngay lập tức. Bất chấp các vụ nổ đỏ trời, một số máy bay vẫn hạ cánh thành công xuống sân bay quốc tế Beirut, nơi nhiều người đang xếp hàng để chờ bay khỏi thủ đô Liban.